Khu vực miền Nam chỉ có Phương Hằng thôi, lan ly tài ba sông pha vì dân. Như năm xưa trên màn trên sóng mình chỉ lái chim vạch ra những cái sai. Ngày hôm nay bất công cho chỉ quá, người dân thương luôn hướng theo dòi bước. Những cái sai vạch ra đã giúp cho người dân thấy rõ và hiểu thấu. Vì dính thương dân đấu tranh không mệt mỏi, chỉ nguyện hy sinh đấu tranh để vạch chân. Công đức dừng xây cho đất nước Việt Nam vô cùng là lớn, ít ai sánh bằng đâu. Những công lao chỉ đã đóng góp, người đời biết ơn, tổ quốc tri ân. Nhiều trẻ em sinh ra số khổ quá, chỉ giằng tay bao dung để cứu. Những đứa trẻ hồi sinh, đó cũng là lần hai được sinh ra. Thêm lần nữa cũng là công ơn, phước phần chỉ ban tặng lòng chỉ bao dung. Cứu lấy hàng ngàn kẻ tật nguyền. Đây là lời hát viết về con người chị Hằng các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người.